Chào mừng các em đến với tiết học toán ngày hôm nay. Ở tiết học trước, chúng ta đã biết cách cộng số đo thời gian. Vậy, làm thế nào để trừ số đo thời gian? Để biết được, chúng ta cùng nhau tìm hiểu qua bài ngày hôm nay. Trừ số đo thời gian, tiết 124. Cô mời các em mở sách trang 132 nha. Qua bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ nắm được một số kiến thức trọng tâm như sau. Đầu tiên, các em sẽ biết cách trừ số đo thời gian. Và sau đó biết vận dụng trừ số đo thời gian vào một số bài toán. Nào, chúng ta bắt đầu bài mới nha. Để biết cách trừ số đo thời gian như thế nào, chúng ta cùng nhau tìm hiểu ví dụ số 1. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi: ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Theo các em, đề bài cho gì nào? À, đề bài cho một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút. Đây là thời điểm xuất phát. Và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Đây là thời điểm đến nơi. Rồi, đề bài hỏi gì nè? Đề bài hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Vậy theo các em, để biết được thời gian ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng thì chúng ta cần thực hiện phép tính gì? À, cô chắc chắn rằng các em ai cũng có thể đoán ra được, đúng không nào? Để biết được thời gian ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng, chúng ta sẽ tiến hành thực hiện phép tính trừ. Lấy thời điểm đến nơi trừ cho thời điểm xuất phát, tức là lấy 15 giờ 55 phút trừ cho 13 giờ 10 phút. Đây là phép trừ số đo thời gian, có số bị trừ và số trừ đều có đơn vị đo là giờ và phút. Thì chúng ta sẽ đặt tính giống như là phép cộng số đo thời gian. Đầu tiên cô sẽ đặt 5 giờ 55 phút ở trên và đặt 13 giờ 10 phút ở dưới, sao cho các số cùng đơn vị đo thẳng cột với nhau. Số 10 thẳng với số 55, số 13 thẳng với số 15. Sau đó đặt bên trái một dấu trừ và một dấu gạch ở phía dưới thay cho dấu bằng. Sau khi đặt tính xong, chúng ta bắt đầu thực hiện phép tính. Cô sẽ lần lượt trừ từng đơn vị. Thông thường, chúng ta sẽ trừ từ phải sang trái. Đầu tiên, cô trừ đơn vị phút trước. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 5 trừ 1 bằng 4, viết 4. Cô hạ phút xuống. Tiếp theo là đơn vị giờ. 5 trừ 3 được 2, viết 2. 1 trừ 1 bằng 0, hạ giờ xuống. Vậy chúng ta đã có kết quả của phép tính trừ: 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút bằng 2 giờ 45 phút. Các em đã biết cách trừ số đo thời gian rồi, nhưng để vận dụng tốt hơn thì cô mời các em qua ví dụ số 2. Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây? Đề bài cho chúng ta biết Hòa chạy hết 3 phút 20 giây, Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Đề bài hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây? Vậy theo các em, để biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây, chúng ta cần phải làm gì nào? À, chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Lấy thời gian chạy của Hòa trừ cho thời gian chạy của Bình, tức là lấy 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây. Cô đặt tính như sau: 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây
đặt sao cho các số cùng đơn vị sẽ hẳn cột với nhau. Chúng ta hãy quan sát xem số bị trừ và số trừ trong phép tính này có gì đặc biệt nào. Mình thấy 20 giây không trừ được 45 giây. Như vậy thì chúng ta phải làm sao đây? Cô tiến hành làm như sau. Cô sẽ đổi số bị trừ như sau. Các em chú ý nha. 3 phút 20 giây. Cô sẽ mượn 1 phút ở 3 phút. Đổi 1 phút bằng 60 giây. 60 giây với 20 giây là 80 giây. 3 phút. Lúc nãy cô mượn đi 1 phút rồi, còn lại 2 phút. Cô đặt 2 phút 45 giây hẳn cột ở phía dưới. Thêm dấu trừ ở bên trái và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Bây giờ cô bắt đầu thực hiện phép tính. Cô sẽ trừ đơn vị giây trước. 0, không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5, viết 5, nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Giây cô giữ nguyên. 2 trừ 2 được 0. Phút cô giữ nguyên. Như vậy 2 phút 80 giây trừ 2 phút 45 giây bằng 0 phút 35 giây. Do đó 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây sẽ bằng 30 giây. Vậy muốn trừ số đo thời gian ta làm như sau. Chúng ta sẽ thực hiện 2 bước. Bước 1 là đặt tính. Chúng ta viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các số có cùng một loại đơn vị hẳn cột với nhau. Bước 2, tính. Chúng ta thực hiện trừ các số đo theo từng loại đơn vị. Các em lưu ý, trong trường hợp số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ nhỏ hơn số đo tương ứng ở số trừ, thì chúng ta cần chuyển đổi một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị ở hàng nhỏ hơn, rồi thực hiện phép trừ bình thường. Cô tin chắc rằng các em đã nắm được cách trừ số đo thời gian rồi, phải không nào? Bây giờ chúng ta vận dụng nó qua phần luyện tập nha. Bài số 1, tính. Bài này sẽ có 3 phép trừ số đo thời gian tương ứng với 3 phần A, B và C. Để yêu cầu chúng ta tính kết quả của 3 phép tính trừ này. Bài đầu tiên là bài A, 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. Đối với bài này, các em đặt tính và thực hiện phép tính bình thường ha. Bài B, 54 phút 21 giây trừ 21 phút 34 giây. Chúng ta thấy 21 giây không trừ được cho 34 giây, cho nên bài này chúng ta sẽ phải đổi. Mượn 1 phút ở 54 phút đổi thành 60 giây. 60 giây cộng 20 giây là bằng 81 giây. 54 phút mượn đi 1 phút còn 53 phút. Vậy chúng ta sẽ chuyển thành 53 phút 81 giây trừ 21 phút 34 giây. Bài C, 22 giờ 15 phút trừ 12 giờ 35 phút. Các em sẽ làm tương tự. Các em làm cả 3 bài này vào vở nhé. Bài tập số 2, tính. Ở bài này cũng sẽ có 3 phần A, B và C tương ứng với lại 3 phép trừ số đo thời gian. Bài yêu cầu chúng ta tính kết quả của 3 phép trừ này. Câu A, 23 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 8 giờ. Các em lưu ý đơn vị ở đây là ngày và giờ nhé. Câu B, 14 ngày 15 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. Chúng ta lưu ý cho cô 15 giờ không trừ được cho 17 giờ nha. Và một ngày sẽ có 24 giờ. Ở câu C, 13 năm 2 tháng
trừ 8 năm 6 tháng. Các em nhớ cho cô 1 năm có 12 tháng để làm được bài này nha. Các em làm cả 3 bài này vào vở nhé. Và nhớ là phải trình bày cho rõ ràng và sạch sẽ nha. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Chúc các em luôn chăm ngoan, học tốt nha. Chào tạm biệt.